75 phẩm không tạp. Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn làm sao ở trong Pháp không tạp, vô tướng, tự tướng không có thể viên mãn sáu ba la mật đa? Tại sao trong tất cả Pháp không sai biệt mà tạo ra sai biệt? Làm cách nào để biết rõ tướng sai biệt của các Pháp như vậy? làm sao ở trong bát nhã ba la mật đa có thể giữ lấy tất cả sáu ba la mật đa như vậy cho đến giữ lấy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian vì sao ở trong tất cả pháp có tướng khác nhau tạo ra một tướng được gọi là vô tướng và ở trong pháp vô tướng một tướng tạo ra tướng sai biệt của tất cả các pháp Phật bảo thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát an trụ trong năm thủ uẩn như mộng như tiếng vang như bóng như ảnh như quang nắng như huyễn như hóa vì các hữu tình mà bù thí trì giới an nhẫn tinh tấn tu định học huệ biết rõ như thật về năm uẩn như mộng cho đến như huyễn hóa đều cùng một tướng gọi là vô tướng vì sao vì mộng cho đến huyễn hóa đều không tự tánh pháp nào không có tự tánh thì là pháp vô tướng pháp nào vô tướng chính là pháp nhất tướng được gọi là vô tướng vì lý do này nên biết tất cả người thí người nhận vật thí tánh thí quả thí duyên thí đều cùng vô tướng ai biết như vậy mà thực hành bố thí thì có thể làm viên mãn pháp bố thí ba la mật đa nếu có thể viên mãn pháp bố thí ba la mật đa thì không xa lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa An trụ vào sáu ba la mật đa này thì có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng có thể viên mãn ba môn giải thoát cũng có thể viên mãn nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng có thể viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể viên mãn các địa của Đại Bồ Tát, cũng có thể viên mãn 500 môn Đả La Ni, 500 môn Tam Ma Điện, cũng có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể viên mãn 10 lực như lai cho đến 10 tám pháp Phật bất cộng, cũng có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này an trụ trong các pháp thánh, vô lậu, dị thục, có thể đến hàng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương, dùng vô số loại phẩm vật vi diệu, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình người cần dùng bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa để giúp đỡ vị ấy liền dùng bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa để giúp đỡ người cần dùng các loại pháp lành khác để giúp đỡ, vị ấy liền dùng các loại pháp lành khác để giúp đỡ họ. Đại Bồ Tát này thành tựu tất cả thiện căn thủ thắng, hoàn toàn tự tại đối với tất cả các pháp, tuy chịu sanh tử nhưng không bị tai họa sanh tử làm ô nhiễm, vì muốn làm lợi lạc cho hữu tình nên nhận lấy sự giàu có tự tại của trời người. Nhờ oai lực của sự giàu có tự tại này, vị ấy có thể làm các việc lợi ích cho hữu tình, dùng bốn nhiếp sự để giúp đỡ họ. Nhờ biết tất cả Pháp đều vô tướng, tuy biết quả dự lưu, nhưng Đại Bồ Tát này không trụ vào quả dự lưu, cho đến tuy biết độc giác Bồ Đà, nhưng không trụ độc giác Bồ Đà. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã biết rõ như thật về tất cả các Pháp, vì muốn chứng đắc trí nhất thiết trí, không cùng chung với tất cả thanh văn độc giác như vậy thiện hiện cho biết tất cả pháp đều vô tướng nên các đại bồ tát này biết rõ như thật là sáu pháp ba la mật đa như bố thí và vô lượng vô biên phật pháp khác đều vô tướng nhờ lý do này vị ấy có thể viên mãn tất cả phật pháp liền có thể chứng đắc trí nhất thiết trí lại nữa thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát an trụ vào năm thủ uẩn như mộng như tiếng vang như bóng như ảnh như quáng nắng như huyễn như hóa để viên mãn tịnh giới ba la mật đa đại bồ tát này biết rõ như thật về năm uẩn như mộng cho đến như hóa liền có thể viên mãn tịnh giới ba la mật đa vô tướng tịnh giới này không khuyết không dò gì không tỉ vết không dơ bẩn không chỗ chấp trước đáng được cúng dường được người trí ca ngợi khéo léo thọ trì hoàn toàn rốt ráo là vô lậu của bậc thánh được chi đạo xuất thế gian, hộ trì. An trụ vào giới này thì có thể thọ trì tất cả các giới, như là giới kiến lập, giới tự nhiên đắp, giới luật nghi, giới hữu biểu, giới vô biểu, giới hiện hành, giới không hiện hành, giới oai nghi, giới phi oai nghi. Tuy thành tựu đầy đủ các giới như vậy, nhưng Đại Bồ Tát này không chấp trước đối với các Pháp, không nghĩ nhờ giới này ta sẽ sanh vào các dòng họ lớn như sát đế lợi, bà la môn, trường giả, cư sĩ được giàu xanh tự tại. Vì ấy không nghĩ thế này, nhờ giới đây ta sẽ làm tiểu vương hoặc làm đại vương hoặc làm luân vương hoặc làm đại thần giàu sang tự tại. Vì ấy không nghĩ nhờ giới này ta sẽ sanh làm trời tứ đại thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại giàu sang tự tại. Không nghĩ nhờ giới này ta sẽ đạt được quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc độc giác bồ đề hoặc nhập vào chánh tánh ly xanh của bồ tát hoặc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, hoặc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều đồng một tướng được gọi là vô tướng, vô trụ, vô đắc. Pháp vô tướng không thể chứng đắc vô tướng, pháp hữu tướng không thể chứng đắc hữu tướng, pháp vô tướng không thể chứng đắc hữu tướng, pháp hữu tướng không thể chứng đắc vô tướng. Do nhân duyên này, mọi pháp đều vô sở đắc thế nên thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa các đại bồ tát có thể sớm viên mãn tỉnh giới ba la mật đa vô tướng sau khi đã có thể viên mãn tỉnh giới ba la mật đa vô tướng vị ấy mau chóng nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát sau khi nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát vị ấy lại chứng đắc vô sanh pháp nhẫn của bồ tát đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn của bồ tát vị ấy tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chứng đắc năm thần thông dị thục lại chứng đắc năm 500 môn đà la ni, cũng chứng đắc 500 môn tam ma địa và an trụ trong đó, lại có thể chứng đắc bốn vô ngại giải từ cõi Phật này đến cõi Phật khác thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật để giáo hóa hữu tình. Tuy đại Bồ Tát này thị hiện lưu truyền trong các nẻo đường sanh tử, nhưng không bị tai họa của nó làm nhiễm ô, như người huyễn hóa tuy thị hiện các việc đi đứng ngồi nằm nhưng thật sự không có các nghiệp qua lại. Đại Bồ Tát cũng vậy, tuy hiện các pháp lợi ích hữu tình nhưng đối với hữu tình và sự kiến lập ấy vô sở đắc, như có như lai ứng tránh đẳng giác, tên thiện tịch tịnh, chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề chuyển pháp luân vi diệu, độ vô lượng chúng, giúp họ ra khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn nhưng không có hữu tình nào khám nhận sự thọ ký quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Lúc ấy như lai hóa hiện vị hóa Phật, giúp cho trụ ở đời lâu dài rồi tự xả thọ mạng nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Sau khi đã trụ một kiếp hóa thân của vị Phật ấy thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cho một bồ tát rồi mới nhập niết bàn. Hóa thân Phật ấy tuy làm các việc lợi ích hữu tình nhưng không có sở đắc, nghĩa là không nắm bắt sắc thọ tưởng hành thức cho đến không nắm bắt tất cả pháp hữu lậu vô lậu và các hữu tình. Cũng vậy, đại bồ tát này tuy có làm nhưng vô sở đắc Thế nên thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát viên mãn tịnh giới ba la mật đa. Nhờ tịnh giới ba la mật đa này được viên mãn nên vị ấy liền có thể nhận lãnh tất cả Phật Pháp và nhờ đó chứng đắc được trí nhất thiết trí lại nữa thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát an trụ vào năm thủ ẩn như mộng như tiếng vang như bóng như ánh chớp như quáng nắng như huyễn như hóa để viên mãn an nhẫn ba la mật đa đại bồ tát này biết rõ như thật năm ẩn như mộng cho đến như hóa liền có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng thiện hiện vì sao lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát biết rõ như thật năm uẩn như mộng cho đến như hóa đại bồ tát liền có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng thiện hiện do biết rõ như thật năm thủ uẩn này không có thật tướng nên đại bồ tát này tu hai loại nhẫn liền có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng những gì là hai đó là an thọ nhẫn và quán sát nhẫn An thọ nhẫn là trong thời gian từ lúc Đại Bồ Tát mới phát tâm cho đến khi an tọa tỏa bồ đề vi diệu, giả sử tất cả các loại hữu tình đua nhau đến của mắng, dùng lời thô ác, trời rủa lăng nhục, lại dùng gạch đá dao gậy làm hạ, lúc ấy để viên mãn an nhẫn ba la mật đa bồ tát không sanh cho đến một niệm hờn giận cũng không sanh tâm báo thù chỉ nghĩ các hữu tình kia thật đáng thương xót bị phiền não tăng thượng quấy nhiễu trong tâm không được tự tại nên họ gây ra nghiệp ác như vậy đối với ta nay ta không nên tức giận họ vị ấy lại nghĩ do ta tạo ra các nhóm oan gia nên khiến cho hữu tình kia phát sanh nghiệp ác như vậy đối với ta chỉ nên tự trách mình không nên giận người ấy lúc quan sát sâu sắc như vậy bồ tát sanh lòng thương xót sâu xa đối với hữu tình ấy như vậy gọi là an thọ nhẫn quan sát nhẫn là các đại bồ tát tư duy như vậy các hành như huyễn hư dối không thật không được tự tại cũng như hư không không có ngã hữu tình người sống người sanh người nuôi dưỡng người tạo tác cái ta tham do ý sanh tuổi trẻ người làm người nhận người biết người thấy đều bất khả đắc chỉ do phân biệt hư vọng sanh ra tất cả đều do tự tâm biến hiện ra Ai hủy hoại ta, ai chửi mắng ta, ai lăng nhục ta, ai dùng các loại ngói gạch dao gậy làm hại ta, ai bị người kia lăng nhục làm hại. Tất cả đều là sự phân biệt hư vọng của tự tâm, nay ta không nên phát sanh chấp trước, do tự tánh không và thắng nghĩa không nên các pháp như vậy hoàn toàn vô sở hữu. Lúc quan sát kỹ như vậy, Bồ Tát biết rõ như thật các hành rỗng không vắng lặng, không sanh ý tưởng khác đối với các pháp, như vậy gọi là quán sát nhẫn nhờ tu tập hai loại nhẫn như vậy đại bồ tát này liền có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng do có thể viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng vị ấy liền đạt được vô sanh pháp nhẫn cụ thọ thiện hiện bạch thưa thế tôn thế nào là vô sanh pháp nhẫn pháp này đoạn trừ những gì mà là trí gì phật bảo thiện hiện do thế lực này nên ngay cả pháp ác bất thiện nhỏ cũng không xanh vì thế gọi là vô xanh pháp nhẫn pháp này làm cho tất cả các phiền não như ngã ngã sờ mạ hoàn toàn không xanh chỉ như thật nhẫn chịu các hành như mộng cho đến như hóa pháp nhẫn này gọi là trí do đạt được trí này nên nói là đạt được vô xanh pháp nhẫn cụ thọ thiện hiện lại bạch phật vô sanh pháp nhẫn của thanh văn độc giác và bồ tát có gì sai khác phật bảo thiện hiện hoặc trí hoặc đoạn của bậc dự lưu cho đến hoặc trí hoặc đoạn của độc giác đều là nhẫn của đại bồ tát lại có nhẫn của đại bồ tát là nhẫn các pháp hoàn toàn không sanh đó là sự sai khác thiện hiện ông nên biết do các đại bồ tát thành tựu pháp nhẫn thủ thắng như vậy nên vượt lên trên tất cả thanh văn độc giác các đại bồ tát an trụ bằng nhẫn dị thục như vậy để thực hành bồ tát đạo thì có thể viên mãn trí đạo tướng nhờ thành tựu trí đạo tướng này vị ấy thường không xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không xa lìa ba môn giải thoát không xa lìa thần thông dị thục do không xa lìa thần thông dị thục vị ấy từ cõi phật này đến cõi phật khác thân cận cúng dường chư phật thế tôn thành thục hữu tình trang nghiêm cõi phật Tạo việc này rồi, vị ấy dùng một sát na tương ưng với bát nhã để chứng đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Thế nên thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát có thể mau viên mãn an nhẫn ba la mật đa vô tướng. Nhờ an nhẫn ba la mật đa này được viên mãn nên vị ấy liền có thể viên mãn tất cả Phật Pháp và nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 467